Thói quen của mình sau khi đi tập thể dục thể thao về chính là uống một chai nước cần tây như thế này. Cũng chính nhờ có nó nên là mình mới có thể giữ được vóc dáng thon gọn như bây giờ. Chứ thực ra trước đây thì mình rất là béo. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua. Mọi người có tin được là trong quá trình mình mang thai, mình đã tăng đến 70 cân không? Tức là tăng 22 cân so với cái cân nặng thời con gái. Thật ra thì trong quá trình mà mình đang nuôi con, chỉ số cân nặng nó không phải là vấn đề gì đó quá kinh khủng. Bởi vì chắc chắn là mình sẽ phải ăn rất là nhiều những cái thực phẩm có đầy đủ chất dinh dưỡng để lợi sữa cho em bé bú. Tuy nhiên sau này khi mà Thanh quay trở lại với công việc diễn xuất thì mình nhận ra rằng là không thể nào mà đem một cái thân hình béo mũm mĩm như vậy để lên hình được. Bởi vì khi mà ở ngoài chúng ta có hơi gầy một chút thì lên hình nó mới là vừa. Chính vì vậy nên là mình đã cố gắng tìm hiểu rất là nhiều và biết tới sản phẩm bột cần tây Cytokata này. Và nếu như có ai đó gặp Thanh ở ngoài đời thì chắc chắn là mọi người sẽ nói một câu rất là giống nhau là: ơ, vì sao nhìn ở ngoài đời trông lại gầy và nhỏ hơn trên phim nhỉ? Mà chính mình cũng không hiểu vì sao cứ mỗi lần lên phim là lại rất là béo. Với những loại nước ép cần tây thông thường khi mà chúng ta tự pha chế tại nhà thì Thanh thấy rằng là nó sẽ bị ngái, rất là khó uống. Thường thì sẽ phải mix chung với các loại nước ép trái cây hoặc là các cái loại hoa quả khác nhau để cho nó át đi cái mùi ngái của cần tây. Tuy nhiên thì với bột cần tây Cytokata này thì Thanh thấy rằng là nó hoàn toàn là dễ uống luôn. Bởi vì là đây, Thanh sẽ đọc thành phần ở đây cho mọi người cùng xem nhé. Nó có bột cần tây tươi này, mầm đậu xanh, mầm đậu nành, chiết xuất cỏ ngọt, chiết xuất sâm tố nữ. Nghe nói đến sâm tố nữ thì các chị em chắc chắn là sẽ biết rằng là nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta làm đẹp từ bên trong. Đặc biệt là những chị em mà đã có gia đình như Thanh rồi. Chính vì vậy cho nên là ngoài cái việc là nó hỗ trợ cho chúng ta giảm cân thì nó còn giúp cho chúng ta làm đẹp từ bên trong nữa. Và cái sản phẩm này thì hoàn toàn là không có chất phụ gia, nên chúng ta có thể yên tâm sử dụng mà không lo có những cái tác dụng phụ. Cytokata này còn có cả mầm đậu xanh, mầm đậu nành, nên nó sẽ bổ sung estrogen rất là tốt cho chị em phụ nữ chúng mình. Cách pha chế cũng rất là dễ dàng. Chúng ta hoàn toàn là có thể bỏ gói bột vào trong những cái chai giống như Thanh đang cầm đây, hoặc là chúng ta pha vào trong những cái cốc nước để chúng ta uống hàng ngày. Nước cần tây này thì sẽ uống vào buổi sáng sau khi ngủ dậy và buổi tối trước bữa ăn. Vì sao phải uống trước bữa ăn là bởi vì khi mà chúng ta uống nước cần tây này xong thì chúng ta sẽ giảm được cái lượng thực phẩm mà chúng ta bổ sung vào trong cơ thể. Như vậy thì sẽ hỗ trợ giảm cân rất là hiệu quả. Đây không phải là thực phẩm giúp cho chúng ta giảm cân một cách nhanh chóng kinh khủng khiếp như những cái sản phẩm khác. Những cái sản phẩm như vậy thì nó sẽ rất là có hại cho cơ thể. Ngoài cái việc là chúng ta uống nước cần tây để hỗ trợ giảm cân thì chúng ta cũng cần phải hoạt động thể dục và ăn uống một cái chế độ ăn lành mạnh thì sẽ giúp cho chúng ta vừa giảm cân, vừa đẹp da, vừa đẹp dáng. Nó là có tác dụng kiểu như 2 trong 1 ấy. Nhưng mà với Thanh thì Thanh nghĩ rằng là nó có tác dụng 3 trong 1, vì là nó còn hỗ trợ cho cả những cái chuyện phụ nữ của chị em chúng mình nữa. Từ khi biết đến và sử dụng bột cần tây Cytokata thì Thanh cảm thấy rằng là cuộc sống của mình nó trở nên khỏe mạnh hơn rất là nhiều. Bởi vì mọi người cũng biết là công việc của mình thì rất là bận rộn, nên đôi khi mình cũng muốn bổ sung những cái thực phẩm tốt cho cơ thể, rồi là vitamin các thứ, nhưng không phải lúc nào mình cũng có thể ăn hay là uống một cách tử tế. Chắc chắn là khi xem đến đây thì các chị em sẽ có một thắc mắc là liệu nước cần tây này thì chúng ta có cần pha thêm đường hay không. Thì Thanh có hai lời khuyên như thế này. Thứ nhất là nếu như chị em nào mà thích uống cho thêm đá thì có thể cho thêm đường. Hoặc nếu như Thanh thì mình sẽ pha và uống luôn, vì ở trong bột cần tây Cytokata này đã có chiết xuất từ cỏ ngọt rồi, nên khi mà uống không, nó đã có một cái vị ngọt thanh thanh nhẹ nhẹ ở cuống họng, nên hoàn toàn là có thể không cần pha thêm đường, mà chúng ta có thể pha xong và để trong tủ lạnh cho nó mát rồi uống luôn như thế này cũng được. Thanh nghĩ rằng là chăm sóc nhan sắc thì nó cũng giống như là chăm sóc sức khỏe thôi. Chúng ta phải chăm sóc từ bên trong và bổ sung những cái thực phẩm, những cái dưỡng chất, những cái vitamin cần thiết cho cơ thể. Bên cạnh đó thì chị em cũng nhớ là hãy cố gắng chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao mỗi ngày và cân bằng cuộc sống, cố gắng giữ cho tinh thần vui vẻ, lạc quan. Thanh xin được gửi lời chúc tới tất cả chị em sẽ luôn luôn có một vóc dáng cân đối thon gọn, có một nhan sắc xinh đẹp và quan trọng hơn cả là có một tinh thần lạc quan và yêu đời nhé.
Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.